xin chào các bạn. Hôm nay mình xin trân trọng giới thiệu tới các bạn cuốn sách Cẩm Năng 1 của tác giả Bùi Quyết Châu. Cuốn sách Cẩm Năng 1 có minh họa bằng đồ hình, chứa đựng rất là nhiều cái kiến thức gốc mà các cuốn sách hoặc là những cái cuốn sách phát hành sau này là xuất phát từ cuốn này. Rất là nhiều kiến thức chuẩn và mới có ở cuốn này. Thì trong cuốn sách này theo mình thì những cái kiến thức trình bày trong cuốn sách này là do trực tiếp thầy Châu biên soạn và thầy Châu đưa vào trong cái cuốn này, và có rất là nhiều phác đồ. Ví dụ ở đây có rất nhiều phác đồ ở đây, thì các bạn có thể xem trong mục lục mà xem, tại vì nó là cuốn cẩm nang nên là mình có thể tra cứu được rất là nhiều các phác đồ chữa bệnh ở đây, nó được nhiều hơn. Đó. Phần đầu thì trình bày tác dụng của 128 huyệt quan trọng hàng đầu, sau đó là đến các phác đồ chữa viêm tai, chữa các bệnh khác, ví dụ huyết trắng chẳng hạn. Thì đây là các phác đồ rất chuẩn do thầy Châu chế ra. Thì theo mình cái cuốn sách này là cuốn mà cuốn sách gốc các bạn nên có, nên tìm đọc và ứng dụng thực hành. Và trong này có chữa rất là nhiều bệnh khác nhau. Cuốn sách rất là dày các bạn ạ. Dày. Và các bạn nhớ rằng cuốn sách này là do photo nhé, chứ chưa xuất bản ở nhà xuất bản nào cả. Đấy, chỉ có sách photo mà thôi. Chúc các bạn thành công.